Xin chào độc giả, đây là chương trình tư vấn pháp luật của báo Tuổi Trẻ. Tôi là luật sư Phùng Anh Chuyên, giám đốc công ty luật AC Law, thuộc đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Câu hỏi đầu tiên của bạn có tên là Nga Nguyễn đặt câu hỏi như sau: tôi bị bà hàng xóm chửi có con mà không có chồng, tôi có thể kiện người này được không? Chi phí bao nhiêu?